Một tuần trôi qua và Tường Vi lại được gặp quý vị các bạn trong chương trình Đẹp để tự tin, được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận đến một cái vấn đề mà được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm. Vì 80% những đường nét trên gương mặt của chúng ta được định hình bởi dáng mũi. Và khi có một chiếc mũi mà không được cân đối thì có thể là mất đi những cái nét hài hòa đó rất là nhiều. Và hiện nay thì các bạn cũng biết là phương pháp phẫu thuật nâng mũi đang rất là phổ biến. Tuy nhiên, hôm nay sẽ có một cái phương pháp mới cũng liên quan đến mũi mà các bạn trẻ đang quan tâm rất là nhiều. Và phương pháp đó là gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây để xem nhân vật của chúng ta đang gặp rắc rối gì nhé. Phí của trời, một cái dung nhan sắc sảo như vậy mà để phải bán cà phê ngồi lau bàn tối ngày. Tôi không muốn có muốn lau bàn nữa, tôi muốn trở thành một bính tinh màng bạc. Ở đây xong. Anh hai, tránh ra cho em ngồi. Đô Thành xong không quen hả? À. Không về quê xong. Ủa? Ai chứa, ai chấp? Bây giờ anh buôn bán mà quạo quá, bởi sáng giờ mấy khách cưới gì đâu về. Quạo gì mà quạo, mặc gì mà quạo. Hết rồi chứ à, ai làm gì anh quạo như vậy? Không có ai làm gì quạo hết. Tự thấy con người mình nó vô dụng bất tài quá, mình quạo với bản thân mình. Kỳ vậy? Nhìn đi, bây giờ những bạn bè trang lứa của anh nè, tụi nó nổi tiếng hết trơn hết trội rồi. Chỉ có một mình anh lẹt đẹt, không ai mời đóng phim, không ai mời đi ca hát gì hết. Phải mở quán cà phê sống tạm bợ qua ngày. Thôi thì anh cứ nghĩ là thời mình chưa tới đi. Mà thôi đi, em cũng đừng có an ủi anh. Anh biết anh xấu, anh không có bằng người ta. Mặt anh thì mặt thịt, mập. Cái mũi anh thì nó tẹt, nó bự mà nó thấp. Nói chung là anh không có một cái nét gì gọi là minh tinh màng bạc hết. Anh sẽ đi sửa sắc đẹp, anh sẽ trở thành ngôi sao hạng A. Thôi đừng có mơ, bích cửa rồi con. Gì mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy mẹ? Gì đâu kỳ. Không bao giờ mà mẹ khích lệ con một câu để con ấm lòng hết trơn. Mẹ nói khích khích anh lên là cho ảnh giật dậy tinh thần đi mẹ. Tôi đẻ mấy người ra bây giờ tôi chấm điểm là con tôi là trên 7 điểm trở lên. Mà tối ngày cái ngày nào cũng nghe chê con xấu con này kia, tôi mừng quá đi. Thôi thôi đi mẹ ơi, con của mẹ thì tất nhiên mẹ phải thấy đẹp rồi. Ừ. Người ta thấy không đẹp, mà con nói thiệt, cho tới giờ phút này con theo nghệ thuật mà con chưa nổi tiếng. À. Là tại mẹ không á? Sao tại mẹ? 90% là tại mẹ. Lý do? Mẹ đẻ con ra giống mẹ quá. Thì con giống mẹ là con của mẹ mà. Giống cái mặt thịt nè, giống cái mũi tẹt nè, giống cái cánh mũi bự nè. Đi cắt phim không bao giờ đậu. Vô cắt xong đạo diễn cười thôi về đi em, hẹn gặp lần sau. Hẹn nay 10 năm rồi chưa thấy ai kêu hết trơn. Mà không, cái này con thấy anh hai cũng nói đúng, mẹ tội nghiệp. Tại vì mẹ không có để ý đúng con của mẹ, mẹ nhìn thấy là đẹp. Chẳng lẽ mẹ đẻ ra mà mẹ chơi tụi con xấu đó. Nhưng mà cái người á mà có cái mũi cao, mũi thon á, nó cân đối với gương mặt của họ thì nhìn mặt mũi rồi nó sáng sủa, nó đẹp hơn. Còn cái người á mà cái lỗ mũi đừng có nói nhiều. Tôi sanh sao để vậy, không có được sửa sang gì hết. Mẹ đừng nói nữa, con đã quyết định rồi, con gom góp tiền bạc kỳ này con đi phẫu thuật khép cánh mũi. Tôi hỏi nè, bây giờ trong cái quá trình làm đẹp á, rồi có chuyện gì thì sao? Trời, có phải tiền mất tật mang không? Đó lúc đó là hối hận cũng đã muộn, mà bây giờ lúc đó trách nhiệm về ai? Về ai? Chỉ phẫu thuật nhỏ khép cánh mũi thôi, có cái gì nguy hiểm đâu. Mẹ cứ cản con hoài. Thôi bây giờ con là người đứng cửa giữa nha. Mà với cái sắc đẹp của con mẹ cho sẵn như vậy, nhưng mà con vẫn tham khảo thêm những cái sắc đẹp hiện đại bây giờ. Có cho không? Có cho. Cái mũi này có cho không hay bác sĩ cho? Mũi thiệt nha, mẹ cho con mũi vậy đúng không mẹ? Đúng rồi, hồi đó mẹ có bầu nó đó, mẹ dòm tay không cho nên phụ đất ca. Mẹ dòm tay không cho nên phụ đất ca. Mẹ dòm tay không cho nên phụ đất ca. Mẹ dòm con, hồi có bầu mẹ dòm ai? Mẹ tao dòm ba mày. Trời ơi, vậy đó. Thôi, nói giỡn vậy thôi, chứ mẹ ơi, con nghĩ là anh hai cái ước mơ của ảnh cũng đúng đó. Rồi bây giờ mẹ và anh đúng không? Chưa hiểu về những cái phương pháp, những cái kỹ thuật mà tạo hình cánh mũi đúng không? Bây giờ cả nhà mình nghe chuyên gia tư vấn. Kính thưa quý vị, hiện nay thì có rất là nhiều chị em tự ti về cái mũi của mình. Có người thì lại có đầu mũi to quá, người thì có cái đầu mũi hất lên quá và cũng lo ngại khi mà tìm đến những cái phương pháp tạo hình cánh mũi. Như vậy, tạo hình cánh mũi là gì và sẽ được thực hiện như thế nào? Và ngày hôm nay để giải đáp những thắc mắc đó thì Tường Vi đã mời đến chương trình Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi. Xin chào quý khán giả trong chương trình Đẹp để tự tin. Thưa bác sĩ, hiện nay thì cái chuyện mà giải phẫu thẩm mỹ nó khá là thông dụng luôn đúng không ạ? Như vậy thì bác sĩ có thể cho các bạn được biết là một cái gương mặt chuẩn với một cái dáng mũi hoàn hảo là như thế nào được không ạ? Mũi là cái trung tâm của gương mặt. Cái chiếc mũi mà nó hài hòa thì nó tạo nên cái gương mặt
rất là thanh thoát. Tiêu chuẩn của một cái mũi thế nào là đẹp? Theo nhân chắc học, chiều dài phải là 1/3 giữa của gương mặt. Về chiều ngang, bằng với chiều ngang giữa hai cái khóe mắt trong. Và cái độ cao của cái đỉnh mũi trên 1/3 của cái chiều dài của cái mũi. Phần xương của sống mũi á, thì nó bằng 75-85% của cái chiều ngang của cánh mũi. Như vậy thì những đối tượng nào cần sử dụng đến phương pháp tạo hình cánh mũi thưa bác sĩ? Về cái tạo hình cánh mũi á, thì mình cũng dựa vô những cái tiêu chuẩn chiều ngang của hai cánh mũi á, nó lớn hơn cái chuẩn, tức là nó lớn hơn chiều ngang của giữa hai khóe mắt để cho nó hài hòa với cái tiêu chuẩn của một cái mũi đẹp. Cái việc khó khăn lớn nhất trong việc tạo hình cánh mũi á, có cái gì mà mình gặp khó khăn không bác? Trong tạo hình cánh mũi thì có một số cái khó khăn. Cái thứ nhất, cánh mũi dày và cái lỗ mũi lại nhỏ. Cái thứ hai nữa, phần mềm của cái đầu mũi nó to. Ba nữa là cái mũi này là một cái mũi thấp. Các bạn thâu cánh mũi vào thì nó cũng không đạt được đẹp. Như vậy thì quy trình của cái việc tạo hình cánh mũi á, nó sẽ diễn ra như thế nào bác sĩ ha? Về cái quy trình tạo hình cánh mũi thì giống như các cái quy trình phẫu thuật. Tức là đầu tiên bác sĩ tư vấn và khám kỹ. Ngoài cái khám cái cánh mũi thì mình phải có cái khám tổng quát. Giống như trước một cái ca phẫu thuật. Mặc dù phẫu thuật cánh mũi rất đơn giản, nhưng để đảm bảo an toàn mình phải làm đúng cái quy trình. Sau đó là bác sĩ sẽ vẽ để mình cắt theo cái đường vẽ. Rồi là sau phẫu thuật thì chăm sóc vết thương giống như chăm sóc một cái vết thương sau phẫu thuật. Yeah. Tức là phải giữ khô vết thương, rồi là phải rửa vết thương cho sạch sẽ mỗi ngày. Sử dụng các cái thuốc kháng sinh cũng như kháng viêm đúng với cái phác đồ của bác sĩ. Như vậy thì đối với những chị em phụ nữ nào mà đang băn khoăn đối với việc là tạo hình cánh mũi, không biết là bác sĩ có một cái lời khuyên nho nhỏ nào không ạ? Là ngoài vấn đề làm đẹp thì mình phải đảm bảo an toàn. Tức là mình chọn những nơi chẳng hạn như là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, tức là những nơi được Sở Y tế cho phép phẫu thuật thẩm mỹ, những bệnh viện mà có khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Em thấy có một cái rất là ngộ nha, là thí dụ như là các chị em phụ nữ ví dụ như là muốn làm mũi hoặc là tạo hình cánh mũi đi, thì mình nên làm theo cái tỷ lệ gương mặt của mình. Nhưng mà đằng này lại không, lại tôi muốn làm theo người này, làm theo người kia. Bác có bao giờ bị gặp phải trường hợp đó chưa bác? Đây là một cái tạo khó khăn cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng ta hình dung một cái cô mà cái mặt tròn. Dạ. Yeah. Mà đòi gắn một cái mũi dài không theo cái tiêu chuẩn vàng thì sau khi phẫu thuật xong rồi mình nhìn nó rất là lạ lùng, thì nó không cân xứng. Cái thứ hai, cái mũi mình chưa có cao, cái mũi mình thấp mà đòi cắt cánh mũi thì cũng không tạo được cái mũi đẹp. Những lưu ý khi tạo hình cánh mũi: không để nước làm ướt vết thương hở, không tự ý tháo băng hoặc chỉ vùng mũi, nghỉ ngơi sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng lịch hẹn, kiêng ăn những thực phẩm gây sưng viêm như rau muống, xôi nếp, thịt gà, hoạt động nhẹ nhàng, tránh va chạm đến vùng mũi và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ rất là nhiều. Hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Quốc Việt thì những chị em nào đang băn khoăn lo lắng về việc tạo hình cánh mũi, chúng ta sẽ có thêm kiến thức quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, với chủ đề là tạo hình cánh mũi ngày hôm nay của chúng ta thì chương trình Đẹp để tự tin đã kết thúc, và hy vọng là sẽ gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Tường Vi và bác sĩ Nguyễn Quốc Việt xin chào và hẹn gặp lại.